Chào tất cả anh em nhé. Ngày nay bóc cái con tét của một con súp. Súp cho một bác khách. Con cho anh Khắc Lạc nhé. Anh ở Đông Sơn, Thanh Hóa. Con S12P. Con súp này là súp điện bát 30 anh em nhé, của Lợi Cao Cô Tích. Và con này là một trong những cái dòng súp mà chơi gia đình thì quá là tuyệt vời luôn. Em sẽ bóc ra để cho anh em cùng xem nó chất như nào anh em nhé. Đầu tiên anh em nhìn cái lớp sơn này của nó này, anh em có thể thấy này, rất là chất đúng không ạ? Đổ ra đi em. Đấy, rồi ok. Đó, đẹp không ạ? Anh em có thể nhìn cái lớp sơn này của nó đẹp không ạ? Rất là đẹp đó anh em nhé. Đó. Đây, khoan đã, cho quân bình tĩnh để cho anh em xem tất cả cái nội thất của nó. Anh em có thể nhìn thấy cái căng chất chưa, rất là dày dẫn anh em nhé. Đó, rất là dày dẫn, cực kỳ là dày dẫn đây chất. Đấy, còn đây là cái căng của nó này. Đấy, chất đẹp. À, cái ê căng này của nó thì đảm bảo cho anh em mà đánh những cái giải tần sâu xuống rất là thấp luôn anh em nhé. Giải tần thấp cực kỳ là xuống sâu luôn. Cái này thì anh em chơi cho gia đình thì kể cả nghe nhạc lẫn karaoke nó rất là hợp. Vì tại sao? Bình thường những cái loa full ấy thì những cái giải thấp nó rất là kém, thì anh em bổ sung cái giải thấp bằng con súp này thì đẹp luôn anh em nhé. Đấy, cho anh em xem cái đằng sau của nó này. Đó, đằng sau của nó thì đơn giản thôi. S12P đúng không ạ? Công suất của nó 250W, đánh từ 30Hz cho đến 200Hz anh em nhé. Made in PLC. Và hỗ trợ luôn cả input bằng jack Canon luôn. Đó, 250W. Đó. Đây như anh em thấy đây. Đây là cái phần high level cho phần đây là anh em đấu từ đẩy ra thì anh em cắm vào đây anh em nhé. Đấu từ đẩy ra thì nó nhận cái dòng input vào nó cao thì anh em đã có thể đấu từ đây vào được. Và một hoặc là anh em có thể cắm ở cái đường line in từ cục đẩy từ tín hiệu vào hoặc là từ vang xuống nhé, từ vang số vang cơ hoặc là từ những cái thiết bị như là nâng tiếng xuống anh em nhé. Anh em cứ cắm vào đây thôi là ok luôn. Cái phần tiếp theo là phần pha anh em nhé. Phần pha này thì anh em có thể lựa chọn 0 độ hoặc 180 độ để phù hợp với cái đồng bộ với cái loa full nhà mình. Volume và free low pass filter. Thì anh em có thể thấy là volume này anh em có thể là tùy chọn, tùy chỉnh anh em nhé. Low pass filter thì anh em có thể điều chỉnh từ 50Hz cho đến 150Hz. Cái này thì em đã nói chi tiết về cái cách mà anh em sử dụng khi anh em ghép với vang chỉnh như nào cho hay rồi. Em đã có video. Thì bây giờ em sẽ test luôn cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Đó, quân cắm điện nó đi. Đó. Đó, cho tất cả về không và em sẽ cắm điện vào. Đó, cho anh em xem. Đó, bật nguồn lên. Em thì hôm nay rất là nhiều đồ đây, thật ra là em sẽ không test được loa full, nhưng em sẽ giã toàn súp thôi anh em nhé. Đây em sẽ quay đằng sau đây. Thank you.
rất là uy lực luôn. Anh em nào mà đeo tai nghe thì anh em có thể nghe được cái tiếng trầm của nó. Như em nói rồi, khi mà anh em sử dụng, anh em nên để nó ở tầm 12 giờ volume này anh em nhé, hoặc là 2 giờ. Đó, còn đâu cái phần lau pad này thì anh em để tầm khoảng độ 1 giờ nhé, để cho cái uy lực nhất. Anh em có thể thấy là cái tiếng của nó rất là sâu anh em nhé, cực kỳ là sâu tiếng luôn. Thì cái này thì phải có loa full test thì nó mới nổi trội hơn khá là nhiều. Ở cái này thì anh em có thể xem trên YouTube những cái video mà em đã test rồi. Hôm nay thì em chỉ giới thiệu qua lại cho anh em cùng tham khảo thôi. Con này thì giá hiện tại là 3.800.000 đồng anh em nhé. 3.800.000 đồng là chưa gồm phí ship. Anh em có nhu cầu thì tiền ship thì nó tầm khoảng độ 200-300.000 tùy từng nơi. Đó, thì em cứ báo qua như thế cho anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó. Rồi, chào tất cả các bác. Hẹn các bác những clip lần sau. Anh em muốn tham khảo kỹ con này thì anh em cứ lên YouTube gõ là S12P Thắng Cao Audio thì anh em sẽ xem được. Rồi, chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau.